bản vọng cổ đã có những thay đổi quan trọng về mặt hình thức, cấu trúc tác phẩm, như rút ngắn số câu, ca cách, ca gối đầu, chen giữa, lồng trong câu vọng cổ, và đặc biệt là kết hợp tân cổ để cho ra đời một loại hình nghệ thuật mới lạ, tân cổ giao duyên. Giữa đêm khuya thâm vắng, bỗng từ xa có tiếng nguyệt cầm lúc nhạc lúc khoan, trỗi lên bài giả cổ Hoài Lan tha thiết bỗng trầm. Điệu nhạc như chứa chan niềm trắc ẩn. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu gửi gắm nỗi niềm riêng vào khúc hát bởi nhớ thương người vợ trẻ. Vì hoàn cảnh phải chia xa mỗi người một ngã, nhưng hình bóng bạn đời trọn kiếp chẳng mờ phai. Về trong sông lúa mênh mông, hẹn những mùa vàng bội thu, hỏi khách
không đâu bằng nơi.